Chào mừng các em đến với kênh cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ giúp em học sinh lớp 7 giải các bài tập ôn tập cuối chương 1 từ bài 7 cho đến bài 11 trong sách giáo khoa Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo tập 1. Bài đầu tiên của buổi hôm nay đó là bài số 7. Tìm số hữu tỉ A, biết rằng lấy A nhân với 1/2 rồi cộng với 3/4. Sau đó chia kết quả cho âm 1/4 thì được số âm 3/4. Lấy A nhân với 1/2 ta được A nhân 1/2 rồi cộng với 3/4. Sau đó chia kết quả cho âm 1/4, tức là ta cho cả cái biểu thức này trong ngoặc chia cho âm 1/4 thì được số là âm 3/4. Vậy chúng ta đi giải bài toán tìm A. Ta lấy A nhân 1/2 cộng với 3/4 trong ngoặc chia cho âm 1/4. Đổi hỗn số âm 3/4 thành phân số âm 15/4. Sau đó ta tính A nhân 1/2 cộng 3/4. Biểu thức A nhân 1/2 cộng 3/4 là đóng vai trò là số bị chia, thì nó sẽ bằng số chia âm 1/4 nhân với thương số là âm 15/4. A nhân 1/2 cộng với 3/4 bằng ta nhân hai phân số tử nhân tử, âm 1 nhân âm 15 là 15, 4 nhân 4 là 16. A nhân 1/2 thì sẽ bằng 15/16, chuyển phân số cộng 3/4 sang vế phải thì bằng trừ đi 3/4. A nhân với 1/2 bằng, chúng ta thực hiện quy đồng mẫu số với bên phải, mẫu số chung là 16, phân số thứ nhất tử vẫn là 15 trừ đi phân số thứ hai, thừa số phụ là 4 nhân 3 là 12. Như vậy A nhân với 1/2 thì bằng 3/16. Vậy A bằng 3/16 đem chia cho 1/2. A bằng 3/16 đem nhân với 2. A bằng 3/8. Chúng ta thực hiện chia 16 cho 2 thì còn lại là 8. Vậy A bằng 3/8. Tiếp theo ta sang bài 8, bài ôn tập chương 1. Nhiệt độ ngoài trời đo được vào một ngày mùa đông tại New York, Mỹ. Lúc 5 giờ chiều là 35,6 độ F. Lúc 10 giờ tối cùng ngày là 22,64 độ F. Công thức chuyển đổi từ độ F sang độ C là T độ C bằng 5/9 nhân với T độ F trừ đi 32. Câu hỏi A là hãy chuyển đổi các số đo nhiệt độ theo độ F nêu trên sang độ C. Câu B là tính độ chênh lệch nhiệt độ từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối theo đơn vị độ C. Đổi 35,6 độ F sang độ C. T độ C bằng 5/9 nhân với mở ngoặc tròn T độ F trừ đi 32. Vậy bằng 5/9 nhân với mở ngoặc tròn 35,6 trừ đi 32 bằng 5/9 nhân với 3,6 bằng 5/9 nhân với 36/10, tức là 18/5. Như vậy nó bằng 2 độ C. Ý thứ hai là đổi 22,64 độ F sang độ C. Đã cũng thay vào công thức T độ C bằng 5/9 nhân với mở ngoặc tròn T độ F trừ cho 32 bằng 5/9 nhân với mở ngoặc tròn 22,64 trừ đi 32 bằng 5/9 nhân với âm 9,36 bằng 5/9 nhân với âm 234/25 bằng âm 26/5, tức là bằng âm 5,2 độ C. Ta sang câu B, độ chênh lệch nhiệt độ từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối theo đơn vị độ C là 2 độ trừ đi âm 5,2 bằng 2 cộng với 5,2 bằng 7,2 độ C. Bài tập số 9 trang 28. Đề bài cho biết như sau. Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 300 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức kỳ hạn 1 năm. Hết thời hạn 1 năm, mẹ bạn Minh nhận được tất cả vốn và lãi là 321.600.000 đồng. Tính lãi suất ngân hàng theo thể thức gửi tiết kiệm này. Để tính lãi suất ngân hàng theo thể thức tiết kiệm mà mẹ bạn Minh đã gửi thì người ta lấy số lãi chia cho số vốn và kết quả đổi ra tỷ số phần trăm. Như vậy để giải bài toán này, trước tiên chúng ta tìm xem số tiền lãi 1 năm mà mẹ bạn Minh nhận được là bao nhiêu. Số tiền lãi mà mẹ bạn Minh nhận được sau 1 năm là lấy 321.600.000 đồng trừ đi 300 triệu được 21.600.000 đồng. Để tính lãi suất tiền gửi 1 năm, người ta lấy số lãi chia cho số vốn rồi đổi ra tỷ số phần trăm. Như vậy lãi suất tiền gửi 1 năm là ta lấy 21.600.000 chia cho 300 triệu. Chúng ta dùng máy tính cầm tay tính. Kết quả là 0,072. Đổi ra tỷ số phần trăm bằng cách là chúng ta dịch dấu phẩy sang bên phải hai chữ số rồi thêm ký hiệu phần trăm. Như vậy bằng 7,2%. Vậy lãi suất ngân hàng theo thể thức tiết kiệm mà mẹ bạn Minh đã gửi là 7,2%. Bài tập số 10 cho biết như sau. Bác Lan mua 3 món hàng ở một siêu thị. Món hàng thứ nhất giá 125.000 đồng và được giảm giá 30%. Món hàng thứ hai giá 300.000 đồng và được giảm giá 15%. Món hàng thứ ba được giảm giá 40%. Tổng số tiền bác Lan phải thanh toán là 692.500 đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu? Muốn biết được giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu thì chúng ta phải biết là cái số tiền bác Lan phải trả cho cái món hàng thứ ba là bao nhiêu. Vậy chúng ta lần lượt làm như sau. Số tiền bác Lan mua món hàng thứ nhất là món hàng này giá 125.000 đồng nhân với bác được giảm giá 30%, tức là 100% trừ cho 30%. Bác phải mua với giá là 70% đó. Thực hiện tính thì ta được là 87.500 đồng. Tiếp theo chúng ta tính số tiền mà bác Lan mua món hàng thứ hai. Thì món hàng thứ hai là giá 300.000 đồng và bác được giảm giá 15%, tức là lấy 100% trừ cho 15% giảm giá, tính được 255.000. Như vậy số tiền bác Lan mua món hàng thứ ba, chúng ta lấy tổng số tiền phải mua là 692.500 đồng trừ đi tổng số tiền mua món hàng thứ nhất và món hàng thứ hai là 87.500 cộng với 255.000 đồng. Thực hiện phép tính ta được là 350.000 đồng. Số tiền 350.000 đồng này là bác Lan mua món hàng thứ ba sau khi giảm giá 40%. Vậy giá tiền của món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá, ta lấy 350.000 chia cho 100% trừ cho 40% giảm giá. Như vậy chính là 350.000 chia cho 60%. Nó bằng, thực hiện phép tính ta được 583.333 đồng phẩy 3 trong chu kỳ, làm tròn thành 583.330 đồng. Vậy giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là 583.330 đồng. Làm bài tập số 11 trang 28 sách giáo khoa toán 7 chân trời sáng tạo. Đó là bài ôn tập cuối chương 1. Đề bài cho biết như sau. Nhân ngày 30 tháng 4, một cửa hàng thời trang giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm. Đặc biệt nếu khách hàng nào có thẻ khách hàng thân thiết của cửa hàng thì được giảm giá thêm 10% trên giá đã giảm. Câu hỏi A. Chị Thanh là khách hàng thân thiết của cửa hàng. Chị đã đến cửa hàng mua một chiếc váy có giá niêm yết là 800.000 đồng. Hỏi chị Thanh phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc váy đó? Câu B. Cô Minh cũng là một khách hàng thân thiết của cửa hàng. Cô đã mua một chiếc túi xách và đã phải trả số tiền là 864.000 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc túi xách đó là bao nhiêu? Thế chúng ta lưu ý là cửa hàng này giảm giá cho tất cả mọi khách hàng là 20%. Nhưng ai là khách hàng thân thiết thì sẽ được giảm thêm 10% trên cái giá đã giảm rồi. Và đó chúng ta sẽ đi thực hành giải quyết bài toán này như sau. Ta giải câu A. Chị Thanh mua chiếc váy mà giá niêm yết là 800.000 đồng. Thế thì khi chưa là khách hàng thân thiết thì chị Thanh phải trả số tiền là lấy 800.000 đồng nhân với 100% trừ cho 20%. Kết quả bằng 640.000. Nhưng vì chị Thanh là khách hàng thân thiết cho nên được giảm thêm 10% so với giá đã giảm. Cho nên khi là khách hàng thân thiết, chị Thanh phải trả số tiền là 640.000 đồng em nhân với 100% trừ cho 10% do được giảm là khách hàng thân thiết đó. Thực hiện phép tính ta được 576.000. Tiếp theo ta sang phần B. Phần B thì cô Minh cũng là khách hàng thân thiết mà chiếc túi xách cô mua là phải trả 864.000 đồng. hỏi giá ban đầu của chiếc túi xách đó là bao nhiêu. Thế thì để tính giá ban đầu của chiếc túi xách đó, chúng ta sẽ tính là số tiền của mình phải trả khi chưa dùng thẻ khách hàng thân thiết. Ta lấy số tiền là 864.000, em chia cho 100% trừ đi 10% bằng 864.000. 100% trừ 10% còn 90%, tức là chia cho 0,9 bằng 960.000 đồng. Tiếp theo chúng ta tính giá ban đầu của chiếc túi xách khi chưa giảm giá. Giá ban đầu của chiếc túi xách khi chưa giảm giá 20% là ta lấy 960.000 đem chia cho 100% trừ cho 20% bằng 960.000 chia cho 0,8 bằng 1.200.000 đồng. Vậy giá ban đầu của chiếc túi xách là 1.200.000 đồng. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh cho nhiều bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.